Hello, chào các bạn. Tiếp theo series về chuyện đời, chuyện nghề làm BA thì trong video clip này hai lúa sẽ nói về các cái vị trí công việc BA nói chung cũng như là IT BA để mà chúng ta có thể có những cái lựa chọn, có những cái xem xét phù hợp khi mà các bạn muốn chuyển nghề qua làm việc BA. Đầu tiên mình muốn nhắc lại một số cái công việc mà sẽ có các cái mảng BA Trên màn hình các bạn cũng đã thấy là chúng ta có rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau của một BA Đầu tiên là các bạn thấy là BA là làm trong cái lĩnh vực là IT, làm trong lĩnh vực là công nghệ, làm trong lĩnh vực là smart device. Thì đây là một trong những mảng BA là coi như là khá non trẻ hiện nay và coi như là cũng là đang hot hiện nay nhất. Ở thời điểm video thì cái mảng về mặt IT và cái mảng công nghệ này đang là cái mảng hot nhất. Tiếp theo là các mảng BA liên quan tới Product Development, những các bạn BA thiên về phát triển sản phẩm. Thì sản phẩm ở đây có thể là sản phẩm bình thường, sản phẩm vật lý hoặc là những cái sản phẩm liên quan tới dịch vụ, những cái sản phẩm liên quan tới Digital, Digital Product. Mảng thứ ba mà các bạn có thể những làm công việc BA, đó là liên quan đến mảng tư vấn. Ví dụ như các bạn làm các cái công việc liên quan với tư vấn chiến lược, tư vấn tái cơ cấu, tư vấn cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi hoặc là những dạng tư vấn về thâu tóm và xác nhập thì các bạn thấy một số công ty điển hình ví dụ là BCG, Alliance hoặc là McKinsey đây là những công ty rất là nổi tiếng mà các bạn có thể tìm kiếm các cái cơ hội để làm việc và trên thị trường cũng đã có rất là nhiều cái công việc khác nhau có rất là nhiều cái công ty khác nhau hoạt động trong cái lĩnh vực mà tư vấn này mảng thứ tư đó là mảng sale và marketing thì đây là một cái mảng mà các bạn thấy là một cái mảng rất là truyền thống nhưng mà cũng áp dụng khá là nhiều các cái tốt kỹ năng liên quan tới ba để mà các bạn có thể làm việc một cách tốt nhất và tiếp theo là ba ở những cái công việc khác ví dụ như các bạn thấy là chúng ta có những cái công việc liên quan tới là logistics liên quan tới fashion design liên quan tới trang thiết kế nội thất v v thì qua những cái bảng BA này các bạn thấy là bên cạnh cái chuyện mà chúng ta làm việc trong lĩnh vực IT thì chúng ta còn có rất là nhiều lĩnh vực khác mà chúng ta có thể làm. Không nhất thiết là các bạn phải làm IT, không nhất thiết là các bạn cứ phải làm trong cái lĩnh vực công nghệ thì các bạn mới có role là BA. Các bạn có rất là nhiều công việc mà các bạn đang làm BA không nhất thiết là các bạn phải chuyển đổi nhiều. Các cái dạng vị trí BA thông dụng thì đối với IT và hoặc là test thì các bạn sẽ có những cái vị trí ITBA BA vị trí Product Owner này, vị trí Product Engineering này. Tiếp theo là các bạn sẽ có mảng product thì chúng ta sẽ có các bạn product specialist, manager hơn thì các bạn sẽ có product manager. Về mảng consulting, chúng ta sẽ có BI, chúng ta sẽ có consultant, chúng ta sẽ có trợ lý, chúng ta sẽ có cố vấn. Sale marketing thì các bạn có thể có resale, sale công nghệ, nè các bạn làm những cái công việc liên quan tới marketing campaign nè Và ngoài ra các bạn cần thấy là hồi nãy chúng ta còn có những dạng về mặt kiến trúc sư, về mặt thiết kế, về mặt designer Thì mình cũng bổ sung thêm đối với các bạn làm trong cái lĩnh vực IT, các bạn làm trong những cái role về ITBA vân vân Những cái môi trường về digital product vân vân Chúng ta hay bị nhập nhằn, chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm là product manager và product owner một số nơi thì người ta đã định nghĩa là Product Manager là sếp của các Product Owner. Nhưng về mặt thực tế cốt lõi thì cái Product Manager là một và Product Owner là hai cái size khác nhau, hai cái khía cảnh khác nhau. Product Manager nó thiên về bên phía nghiệp vụ, non-IT. Và Product Owner nó sẽ thiên về bên phía IT và Tech. Nhiệm vụ của Product Manager là người ta là phát triển sản phẩm, phát triển sản phẩm từ đầu, từ lúc nghiên cứu cho tới ra sản phẩm rồi sau đó phải sale phải phát triển sản phẩm đó. Còn Product Owner thì nó mang tính là họ tiếp nhận yêu cầu rồi sau đó chuyển đổi lên hệ thống. Product Manager nó là một cái vị trí, một cái role làm việc trong công ty. Còn Product Owner thì thật sự là cái xuất phát điểm của nó đó, nó là một cái vị trí khi các bạn ứng dụng mô hình Agile các bạn thấy là Agile Scrum nói chung thì các bạn sẽ có cái vị trí product owner đây là một cái role mang tính là các bạn thể hiểu là một cái role mang tính là BA trong khi các bạn có áp dụng mô hình Agile Scrum cho một phần nào đó thì mình thấy là cái cách hiểu của Việt Nam á, chúng ta không có tìm hiểu kỹ định nghĩa chúng ta không có tìm hiểu kỹ cái vai trò của các cái vị trí này cứ thấy là cái product owner, product manager thì cứ dịch ra tiếng Việt thôi, cứ dịch lấy lấy từ điển rồi dịch ra tiếng Việt thôi là chúng ta lại áp đặt một cái công việc mang tính nó không có phù hợp ở bên phía business side thì các bạn sẽ dùng product manager ở bên phía tech thì các bạn sẽ dùng term product owner nhiều hơn quay lại thì các bạn thấy là product owner các yếu tố tập trung là người ta sẽ tập trung với thị trường các yếu tố về cung cầu tập trung về mặt kinh doanh tập trung về mặt trải nghiệm người dùng bên phía product owner thì các yếu tố tập trung đó là yêu cầu nghiệp vụ quy trình phát triển sản phẩm tiến độ phát triển hoàn thành sản phẩm vân vân thì các bạn thấy hai cái vai trò này á, có thể bạn một một các bạn thấy là một có thể một bạn product manager người ta kiêm luôn cái vai trò của product owner nhưng mà ngược lại thì hên xui tại vì các bạn hiểu là product owner nó thiên về bên phía it nhiều dẫn tới là đôi khi các nghiệp vụ liên quan tới chuyên môn thì người ta lại không nắm rõ cho nên là các bạn nên rõ, phân biệt hơn rõ ở cái chỗ này để mà các bạn có lựa chọn cái vị trí cho nó hợp lý Tiếp theo là các kỹ năng cần có thì các bạn thấy product manager nó thiên về kỹ năng về mặt quản trị kinh doanh, về mặt xem marketing, về mặt phân tích dữ liệu, về mặt quản trị dự án, về mặt sáng tạo, về mặt ra ý tưởng vân vân, về mặt phát triển nghiệp phát triển sản phẩm. Còn product owner nó mang tính là phân tích nghiệp vụ nè, các liên quan tới kỹ thuật, quản trị dự án, quản trị chất lượng. Chúng ta lựa chọn cái vị trí chúng ta phải rất là rõ product owner và product manager chúng ta không có bị nhập nhằng chỗ này. Các bạn muốn theo thiên hướng về non IT thì các bạn có thể chọn những cái vị trí liên quan tới product specialist, product manager. Đối với cái thiên hướng về mặt IT thì các bạn nên chọn các vị trí về mặt ITBA này, về đặt rủi owner thì như vậy nó mới phù hợp với cái định nghĩa của nó cũng như là cái vai trò của bạn nó rõ ràng về mặt yêu cầu. Các bạn sẽ thấy là đôi khi các bạn nằm non IT mà các bạn apply product owner, các bạn sẽ gặp những cái vấn đề là nghịch khi người ta test về các cái yếu tố liên quan tới technical chẳng hạn các bạn không nắm nhiều. Trong khi các bạn có rất là nhiều cái role vị trí về product manager tại sao các bạn không ứng tuyển mà tại sao các bạn lại chọn rất owner, các bạn phải tìm hiểu rõ cái vị trí để mà các bạn ứng tuyển cho nó chuẩn ứng tiện chuẩn thì sẽ giúp cho các bạn gia tăng cái tỷ lệ có việc làm. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là về mặt mô hình làm việc trong thực tế chúng ta sẽ có những cái kiểu mô hình làm việc như sau. Ở cái đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là khá là thông dụng hiện nay đó là những cái mô hình mang tính là tách bạch rõ ràng giữa business với đất đối với IT và tech đó cái vai trò là như thế này lúc đó cái vai trò là bên phía business và product người ta sẽ mô tả cái yêu cầu mô tả cái nghiệp vụ rồi sau đó it và tech sẽ căn cứ vào những cái yêu cầu những cái mô tả nghiệp vụ đó người ta sẽ phát triển nó lên người ta sẽ uh, phân tích nghiệp vụ người ta sẽ xây dựng phần mềm cho các bạn còn cái thứ hai là nó có một sự giao thoa nó có một cái sự giao thoa giữa business product và it tech thường những cái mô hình này á, các bạn có thể gặp ở những cái nơi mà ví dụ như là các cái mảng về digital banking những cái mảng mà tính fintech những cái mảng mang tính là uh, những cái công ty mà đôi khi có thể là start up không có nhiều người và người ta có thể làm all in one ở những cái môi trường này nó có sự giao thoa giữa product và it và tech ở những cái môi trường này thì đòi hỏi một người nó phải đa di si năng hơn và các bạn thấy những cái series trước á, thì mình hay nói là khái niệm gọi là Hybrid BA một người BA vừa nắm về mặt nghiệp vụ vừa nắm về mặt IT và Tech thì những cái người Hybrid BA này họ sẽ vừa xây dựng sản phẩm họ sẽ vừa mô tả nghiệp vụ vân vân và họ đôi khi họ thực hiện một phần có thể có thể là có khi là lấn sân rất là nhiều về mặt it và tech họ hỗ trợ về phía itba rất là nhiều họ kim luôn hai cái khía cạnh thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất là nhiều cái góc độ để mà chúng ta có thể chuyển đổi và đối với các cái mô hình làm việc all in one này thì cũng đòi hỏi các bạn sẽ phải có nhiều kiến thức kỹ năng hơn so với cái môi trường về mặt tách bạch rõ ràng giữa business và it và tech định hướng lựa chọn thì thật ra nói về cái công việc là các bạn thường sẽ nói là chúng ta chuyển đổi từ non itba sang itba nhưng non itba là như thế nào các bạn có thể thấy là thật sự non ITBA đòi hỏi nhiều thứ hơn và có nhiều cơ hội hơn ITBA đó các bạn. Tại vì các bạn sẽ chỉ thấy là chúng ta trên thị trường có những cái yếu tố liên quan tới chuyện là do cái ITBA này nó nó được PR, nó được truyền thông marketing quá nhiều. Dẫn tới mà các bạn nghĩ là ITBA là một cái gì đó nó rất là cao cấp, nó rất là thông dụng hiện nay nhưng không phải thật sự là non IT mới là các bạn chính nếu và non IT nó đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ năng hơn cả ITBA nữa. Đối với cái non ITBA ấy, thì các bạn có không có background IT thì các bạn có thể làm những cái công việc liên quan tới phát triển sản phẩm và cũng một phần là các bạn có thể làm cái phần mà phân tích nghiệp vụ khi mà các bạn làm ITBA các bạn vẫn có thể làm được về nó ITBA các bạn có thể làm những công việc mà cần số tình các bạn có thể làm tư vấn giải pháp sản phẩm các bạn làm trợ lý hỗ trợ cho tổng giám đốc cho chủ tịch hội quản trị các bạn có thể xem marketing ở những khía cạnh về mặt công nghệ và cũng như có rất là nhiều các kiểu khác mà các bạn có thể tham gia không nhất thiết các bạn cứ phải mới vô nghề các bạn cứ ầm một phát các bạn làm ITBA không cần thật sự đôi khi ITBA hay bị chán các bạn ITBA tối ngày cứ tiếp nhận yêu cầu xử lý phần mềm ra chuyển đổi hoài nó đâu có gì hay ho đâu Đó, các bạn đừng nghĩ hay ATBI là hay ATBI nhiều khi nó cứng nhắc lắm ATBI nhiều khi nó cứ quanh đi quẩn lại ngày này tháng nọ trong khi cái non ATBI nó đòi hỏi cái sự sáng tạo rất là nhiều đòi hỏi cái sự phát triển mới rất là nhiều rồi, rồi tiếp theo các bạn thấy là non ATBI có một cái lợi thế là các bạn sẽ nắm về nghiệp vụ rất là chặt rất là kỹ các bạn sẽ cũng có thể là các bạn trau dồi thêm IT căn bản để hiểu sâu về sản phẩm này các bạn chuyển đổi lên hybrid BA và cũng như là các bạn có thể là trao dồi rõ hơn về coding, về công nghệ, về này kia để mà các bạn có thể mạnh mẽ hơn, các bạn có thăng tiến hơn rất là cao. Thật sự cái về mặt về mặt tiềm năng non IT BA tiềm năng về mặt phát triển dài và xa hơn rất là nhiều. Và các bạn nên hiểu là những cái vị trí C level ví dụ là CIO, CTO vân hầu như họ đều là một dạng hybrid BA, một dạng non IT BA. Cho nên thật sự non ITBA là những cái mảng mà có triển rất là xa và dài, các bạn cứ yên tâm về cái chuyện phát triển đó. Còn ITBA á, thì đúng là lợi thế của các bạn là về nắm về IT nhưng thật sự nắm về IT thôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. các bạn sẽ thật sự sẽ bị yếu về nghiệp vụ nè, đôi khi không nắm rõ công nghệ. Thật sự các bạn nên hiểu nha, ITBA nhiều khi khá là mù công nghệ cái công nghệ với IT là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau và ITBA đôi khi nó khóa là mù về mặt công nghệ uh, ITBA đôi khi là yếu các kỹ năng giao tiếp các kỹ năng sẵn thảo văn bản cũng như rất là cứng nhắc trong cách làm việc ITBA không chỉ chắc gì là hay đâu và thật sự những cái mảng quan trọng mà nắm thóp nhất đó, những cái mảng quan trọng mà mạnh nhất thì thật sự nó nằm ở mảng non ITBA chứ không phải là đẳng ITBA cho nên các bạn có background non IT thì các bạn cũng đừng có lo lắng tại vì đó các bạn đang nằm ở cái phía mạnh nhất. thì tóm lại ở video clip này mình muốn cho các bạn cái overview về các cái vị trí để mà các bạn có thể apply. tại vì rất nhiều video mình cũng đã show cho các bạn mà thật sự nó hơi bị rời rạc thì mình muốn có một cái video để mà có thể tổng hợp lại tất cả những cái vị trí mà các bạn có thể làm có thể apply và cũng như một bổ sung thêm cho các bạn một cái góc nhìn để mà các bạn có thể đừng có ngại này kia khi mà các bạn apply cho những vị trí IT hoặc là những vị trí công nghệ chúng ta có những cái lợi thế nhất định quan trọng là chúng ta bổ sung các kiến thức kỹ năng để mà chúng ta có thể là trau dồi phát triển bản thân và từ đó chúng ta có có thể phát triển mạnh hơn cho cái đường con đường sự nghiệp chứ các bạn đừng nên hiểu là ITBA là một cái con đường duy nhất không phải đâu các bạn ITBA thật sự là nó bị cuốn vào một cái khối cạnh liên quan tới IT liên quan tới công nghệ thông tin là nhiều nhưng mà các bạn nên hiểu là trong cái thế giới số hiện nay không phải chỉ có về mặt IT là đủ mà chúng mà nó vẫn vận hành như một cái cuộc sống bình thường thôi các bạn vẫn phải kinh doanh các bạn vẫn phải có tài chính, các bạn vẫn phải có những cái mạng khác để mà công việc chứ không phải cứ quanh quẩn ITBA là sếp là trùm đâu. ITBA không phải là tất cả nha. Thì hy vọng qua video clip này các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái cách định hướng nghề nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công.